Hello, xin chào các bạn đã đến với channel của mình, Bà Đàn Trang đây. Giờ hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn từ học Secret 3.0 phiên bản mới nhất nha. Thì nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ nhấn một xây, một like, một subscribe và một nhận xét ở trên phần một đại nha. Thì bắt đầu nào. Thì bài học hôm nay chúng ta học chỉ là bài học thiết kế và lập trình một cái đồng hồ có thể máy chạy được. Thì đây, thì trong chương trình này thì các bạn sẽ được hướng dẫn để máy tạo ra một chiếc đồng hồ kim. Sau đó thì các bạn sẽ học được cách thiết kế các thành phần của đồng hồ và lập trình cho các kim đồng hồ hoạt động với thời gian chính xác như thời gian cài đặt cho máy tính, đồng hồ thiện hay là đồng hồ điện thoại như vậy nha. Thì trong đó nó có 4 đối. Thì chiếc đồng chương trình đồng hồ thì nó có gồm 4 đối tượng thành phần. Đầu tiên là cái mặt đồng hồ, thứ hai đó chính là kim giờ, kim phút và kim giây. Là cái đó, đó là 4 cái đối tượng chúng ta cần làm. Giờ bắt đầu nào. Thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấn vào cái hình tạo đối tượng, các bạn chọn cái vị nha. Đây, chọn cái bay được vị. Ok, đúng không? Rồi mình chuyển sang tiếng Việt nha. Ok. Đấy. Giờ có cái hình này rồi đúng không nào? Vậy thì giờ mình sẽ vẽ. Thì đầu tiên các bạn vẽ sử dụng hình tròn ellipse để mà vẽ kia mặt hình tròn. Thì đầu ra bên trong rồi thì đầu tiên các bạn sẽ lấy cái quay hình khối vuông để mà làm nha. Đây, thấy các bạn vẽ một cái phần ngoài phần mặt đồng hồ nha. Các bạn để cho nó đúng chính xác ở giữa luôn nha, đúng chính xác ở giữa đây luôn, đúng chính xác giữa đây luôn nha. Để mình làm cho nó nhỏ lại, để mà đúng kích thước của nó. Bây giờ đây đúng không nào? Đấy, cứ như vậy. Đây. Rồi, lúc đó mình sẽ phóng to ra là. Rồi, các bạn đỡ giữa tâm nha. Đỡ. To lên. Đặt kích cỡ lên khoảng 14. Đỡ. Ok, như vậy. Rồi tiếp theo các bạn sẽ vẽ thêm một kia mặt tường trong hình vuông nữa. Thì các bạn sẽ đặt kích thước là 7. Úp, đúng rồi. Các bạn sẽ đặt kích thước là 6 nha. Đấy, các bạn vẽ một cái mặt tường tiếp theo mà nó nhỏ hơn chút như vậy. Để mình coi copy cái này. Hay là các bạn có thể copy cái phần to hình vuông này, rồi các bạn chỉnh cho nó hình số 6, kích thước số 6. Thôi cho nó nhỏ. Đấy. Ok, xem rồi nha. Ôi, đau quá. Ok, như vậy. Xây như vậy đấy. Thì lúc đó các bạn sẽ sử dụng hình tròn, hình ellipse để mà vẽ thêm một cái khác nữa. Để mình thì mình sẽ đỡ màu của nó vô như vậy. Thì mình tô màu chỗ này.
Hồ tiêu màu đỏ. Và chỉ đỏ màu kiểu dây kìa. Đấy, màu cổ. Ô xe này đi không vậy? Ok, đặt ra. Coi. Và chỉ đỡ màu giống nó nhưng mà cho nó một trắng. Cho nó quẹt quẹt chút. Đấy. Đấy. Mình chỉ đâu một cái như vậy. Đâu ta. Rồi. Ui. Ui. Rồi, như vậy. Còn mình chỉ đợi cái viên của nó là màu đen à. Coi viên nó phải là xấu chứ. Rồi, ok. Các bạn sẽ lấy hình tròn elip để mẹ vĩ nha. Rồi, vĩ một cái hình tròn màu chấm nó. Thì mình sẽ đợi em. Màu gì cũng được. Thì các bạn muốn. Tùy các bạn nha. Đấy, mình tô qua mà. Cho to cỡ bằng cái hình này nha. Đấy. Ủa. Ok. Lâu cây tua. Từ chút nha. Đấy. Từ như vậy. Ok. Lâu giờ tới cái tiếp. Rồi tới cái tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ mấy cái số ở trong đó. Như vậy. Chúng ta đặt cái số của nó là 7. Rồi mình tiếp theo. Đấy. Ok. Đặt cái số đó là số 10 à. Rồi nó dính nhau rồi. Ok. Rồi giờ chúng ta sẽ viết chữ số vào. Số 10 hả? Viết từng số, từng chữ vào nha. Đấy, số 1, 2, số giờ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Viết từng góc nha. Ok. Thì mình đã vì hết mấy chữ số đây rồi. Chữ số tất 1 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thì nó vẫn chưa phải rõ ràng lắm đâu. Thì chữ số nó vẫn chưa ở vị trí mà nó trùng hợp giống y hệt luôn. Đâu còn chưa. Thì mình muốn cho nó mà thẳng ơi thẳng ấy. Vậy mà chúng ta sẽ tìm cái này. Đó chính là một cái đối tượng mới. Đó chính là coi các bạn đặt tên cho nó là V. V nha. Thì các bạn sẽ coi các bạn dùng dùng cái đối dùng cái công cụ hình đoạn thẳng. Các bạn đỡ đặt số là 12. Các bạn đỡ ở giữa. Các bạn cầm ở giữa. Các bạn lên dài lên. Đấy, dài lên cỡ như vậy. Các bạn thấy chưa? Ồ, nhưng mà mình nghĩ là hơi dài quá rồi. Để mình sẽ đặt kích thước 15 cũng nữa. Rồi, cho nó ở gần. Đấy. 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 Rồi như vậy. Rồi các bạn đặt kích thước của nó lại thành thành 12 thôi.
đặt kích thước như đủ rồi. À. Đấy. Đó, như vậy nha. Rồi xong rồi cho nó lập trên nó. Lập trên nó, bật về sự kiện. Đỡ cái khối lợn. Khi mà nhấn vào lễ thương màu xanh kìa. Nhấn vào lễ thương màu xanh nó chạy ấy. Nó chạy cái sự kiện đó. Thì mình nhấn vào lễ thương màu xanh thì xoay phải 30 độ. Thì mình để tính toán sẽ ngồi. Thì cho nó đủ cho nó đúng vị trí, do là nó cũng thẳng cong hay là chéo như vậy. Thì mình sẽ chỉnh lại nha. Rồi thì nó xây lên nó đủ 360 độ. Giờ lúc đây lên 12 số. Nó theo cùng 12, tất cả 12 số theo kiểu mà ở cùng ở tất cả hướng 360 độ. Thì chúng ta sẽ lấy 360 độ chia cho 12. 12 cái số đó thì nó sẽ bằng mấy? Đó chính là bằng 30. Thì mỗi cái số thì nó sẽ xây 30. Nó sẽ cách xa 30 độ. Xây 30 độ cách xa. Thì mình sẽ lập trên cho cái vít xây phải 30 độ. Cái đầu tiên nó sẽ số 12. Mình nhấn vào. Đấy. Các bạn thấy cái video không? Nó chuyển qua số 1 rồi. Nhấn nút. Đấy, nó chuyển qua số 2. Nhấn nút, chuyển qua số 3. Nút, chuyển qua số 4. Và số 5. Ồ, đấy. Thì khi các bạn thấy nó chỉ vào thước cái số đó mà thấy cái số đó nó chật ấy, thì các bạn có thể chỉnh lại. Đấy, đây là cách, đây là cái mà mình định làm với cái đó. Rồi ok, vậy một nửa rồi. Thì số 6 à. Thì số 6 thì ở chỗ này. Đấy. Đấy, các bạn cứ chỉnh như vậy. Cứ lặp lại như vậy. Số 8. Số 8 mình chặt hướng lên trên này. Các bạn cứ đỡ hướng cho nó lên trên như vậy. Đấy, lên tiếp. Số 9. Cho số 9 nó lên chút nữa. Đấy. Đấy, các bạn cứ chỉnh như vậy nha. 10. Rồi à. Rồi 11. Rồi gì nữa. Tới số 12. Như vậy. Đây là cách các bạn chỉnh nha. Ok. Thì giờ chúng ta sẽ xóa cái KV đi nha. Thì chúng ta sẽ tạo ba cái đối tượng nữa. Đó chính là Kim Giờ, Kim Phúc và Kim Dây. Thì đây. Thì mình sẽ chỉ. Nó rất là y gì. Nó rất là dở. Các bạn cũng có thể làm được. Rồi đó. Siêu dở. Nè. Đầu tiên là Kim Dây nha. Rồi mình ghi Kim Dây vô à. Đây Kim Dây. Thế sẽ dùng hình đoàn thành không? Rồi chúng ta rồi cho dùng công cụ qua đoàn thẳng. Rồi chúng ta gì ta? Vì hình đó theo kiểu mà 90 độ bên phải, phía bên phải. Ồ, thì nó hơi dài thì các bạn sẽ chỉnh lại như vậy. Đợi một chút nha, đợi mình vĩ dài. Thì cũng hơi khó rồi mà vĩ. Rồi, nó nhỏ quá thì chúng ta chỉ kéo nó to lên nha. Kéo lên. Kéo lên nữa. Là ok, kiểu đó rồi. Đấy. Chết rồi. Cho cái này thành lại à. Đấy.
Rồi giờ tới lượt Kim Phúc. Giờ đây Kim Phúc à. Như vậy nha. Đây. Thì chúng ta chỉ bị cho nó khác. Nó khác hẳn với cái trước. Thì đây. Thế ra bật vào công cụ hình đổi hình dạng. Thì bóp méo đó. Thì đổi hình dạng và bóp méo đó. Chúng ta đặt cho nó thẳng nha. Thẳng. Chúng ta sẽ chỉnh cho nó. Nó sẽ có một cái đoạn thẳng dài. Đoạn một thẳng ngắn. Xong rồi tới xong lao xuống lại chéo đoạn thẳng dài như vậy đấy, mình sẽ đổi như vậy. Ơi á, bảy 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 đấy. Vậy là các bạn copy bay vô lại. Nắng kia nút lật dọc gì nó sẽ chuyển, nó sẽ bị lật lại thiêu dọc đấy, thấy chưa? Đây đây, đây sẽ được làm cái tiếp theo rồi. Nhưng mà cô đời chúng ta sẽ coi lập trình cho nó ở giữa, coi thử nó có giống như chăm sóc không nha. Ở giữa men cái này ở giữa đây. Ô dễ kim phúc nó còn dài thì mọi kim mày nó dài lâu hơn ấy gì nó sẽ ngắn hơn nên là mình sẽ đợi cho nó ngắn. Rồi. Ok. Là như vậy nha. Bao giờ nó nhỏ không đấy? Ôi. Rồi, giờ nó nhỏ không vậy? Giờ tới cái kim cuối cùng thì đó chính là kim giờ. Kim giờ thì nó cũng lắc lên và chậm. Rồi chúng ta lên trên. Thì đây. Thì ra thì nhân bản là chúng ta đỡ là kim giờ nha. Thì kim giờ cũng lắc lên và chậm. Cái duy nhất là chúng ta giờ thì trong đồng hồ không bao giờ thiếu bây đó. Không bao giờ thiếu một cái và chậm nhất. Đó chính là cái bạch đồng hồ và cái kim giờ. Kiếm giờ là sẽ bắt đầu của mọi chuyện. Thì chúng ta phải vỉ ra cho nó không đói đã được. Ok. Thì các bạn copy rồi đấy. Thì các bạn chọn cái biến đổi hình dạng bút méo đó. Thì các bạn chọn cái cuối cùng càng ngắn nhất đấy. Cuối cùng ở dưới càng ngắn nhất. Các bạn xóa. Chọn hình thùng lát xóa. Xóa đi rồi. Rồi cho nó ngắn lại à, ngắn lại à, baby ngắn đi. Ok, giờ chúng ta sẽ vẽ một cái hình tròn nào đó nha. Đấy, rồi giờ ra sẽ đợi cho nó nhỏ lại đợi. Chúng ta thì làm một cái hình kiểu như vậy nha. Đợi nha. Ha. Ha. Thì mình thấy nó hơi bị gì đấy. Ôi. Ha, mình sẽ đổi cái ở dưới cho nó thẳng nha. Đấy, mình đã làm cho nó như vậy. Nhưng mà sao lại nó lại thấy leo vậy ta. Chúng ta đợi ngược lại nha. Chúng ta nhấn nút đợi ngược lại. Cho ngược lại. Đấy.
Rồi giờ chúng ta sẽ đợi ở giữa coi thử kích thước nó có dai bằng nó không. Cho kim dây nó đi à. Nào, nó dai bằng nhau thì chúng ta sẽ chỉnh cho nó thấp lại nữa. Thấp đuôi lại tiếp. Cứ các bạn cứ làm như vậy. Dở mà. Đấy. Nào. Vậy lúc đó xong rồi. Thì bài học lần này cũng kết thúc rồi. Thì chúng ta đã học được những bài học đó chính là tạo ra biết cách thiết kế cái đồng hồ kim giây, kim phút và kim giờ. Thì bài tiếp theo thì chúng ta sẽ lập trình kim giây, kim phút, kim giờ nha, về cái mặt đồng hồ nha. Giờ nếu các bạn thích chút video này thì các bạn nhớ nhấn một share, một like, một subscribe và một nhà share ở dưới phần mô tả để các bạn ủng hộ mình làm thêm nhiều video subscribe nữa nha. Giờ xin chào bạn và bye bye. Bye.